Con có thích đá bóng không? Có. Sau này con muốn trở thành cầu thủ nào? Con muốn trở thành Ronaldo. Con thích câu lạc bộ nào? Juventus. Trong câu lạc bộ Juventus thì con thích nhất cầu thủ nào? Ronaldo ạ. Tại sao con thích Ronaldo? Bởi vì thì đá bóng rất giỏi.